Con này đẹp nhỉ? Đấy, ngồi nói chuyện. 85 chiếc điện thoại di động, hàng trăm thẻ cào điện thoại, vam phá khóa và thiết bị dò mã chìa khóa cửa cuốn này là tang vật của một vụ trộm cắp. Chủ cửa hàng điện thoại này kể lại, hôm bị mất trộm đã rất bất ngờ vì lâu nay vẫn cứ nghĩ lắp cửa cuốn chạy điện như thế này là có thể yên tâm. Cửa vẫn ở trạng thái bình thường, mình mở ra thì thấy mất rất là nhiều điện thoại. Mình giật mình thấy như vậy mà chắc chắn là kẻ trộm dùng cái thiết bị dò khóa để mở cửa cuốn và mình báo cái công an. Chỉ sau chưa đầy 2 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt được 2 đối tượng trộm cắp. Các đối tượng khai nhận đã đặt mua qua mạng thiết bị dò mã khóa cửa cuốn với giá hơn 1 triệu đồng và đã copy được chìa khóa của 4 cơ sở sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn thành phố. Nhưng chưa kịp gây án thì đã bị bắt giữ. Đối tượng chủ mưu trong vụ trộm cũng chính là đối tượng 9 năm về trước bằng thủ đoạn tương tự đã gây ra vụ trộm ở một cửa hàng điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Bị can sao chép ra chìa khóa và giao cho Nguyễn Ngọc Trường thực hiện hành vi trộm cắp. Các đối tượng rất là tinh vi, đã ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang, đeo găng tay y tế để tránh sự phát hiện của camera an ninh. Ngoài ra thì các đối tượng để hé cửa, để nếu có người đi đường nhìn qua thì cũng lầm tưởng như là chủ cửa hàng đang ở trong. Cơ quan công an nhận định dùng máy dò mã để bẻ khóa cửa cuốn là thủ đoạn không mới, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ trộm tương tự. Tôi thấy các hộ kinh doanh còn sử dụng các thiết bị cửa cuốn lạc hậu. Bên cạnh đó, các hộ còn sơ hở, không bố trí người bảo vệ vào ban đêm, còn hay đăng tải cửa hàng lên trên mạng xã hội. Từ đó thì các đối tượng phát hiện ra những cái sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo, trên thị trường hiện nay cũng đã có rất nhiều thiết bị ứng dụng chống phá mã cửa cuốn hiện đại. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi cập nhật các phương thức thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp để thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa.